Gia Cang dạo này ổn chứ hả? Thì chị thấy mà. Sau khi được trải nghiệm làm diễn viên lần đầu tiên trong đời thì nhận thấy là công việc diễn viên nó không hề đơn giản một tí nào. Cái cách mà các anh chị diễn viên lấy cảm xúc trước mỗi cảnh quay, tôi nghĩ đó là cái điều khó nhất và cần rất là nhiều kỹ thuật cũng như là rất là nhiều bài học và trải nghiệm để mọi người có thể làm tốt nhất cái công việc là lấy cảm xúc trước mỗi cảnh quay. Câu chuyện của bộ phim Chiếm Đoạt nó có khá là nhiều tầng lớp, thì mỗi nhân vật lại có một cái câu chuyện khác nhau, và cái cách khai thác của đạo diễn cũng khá là thú vị cho mỗi nhân vật nữa. Khi mà xem thì mình vừa cảm thấy là đôi lúc mình sẽ hơi ghét, nhưng mà cũng sẽ có những lúc mà mình cảm thấy rất là đồng cảm với họ, và đôi khi là mình còn có thể nhìn thấy chính bản thân mình trong họ nữa. Nó cũng khá là hiện thực, cũng là một cái vấn đề mà Linh nghĩ cũng có nhiều người gặp phải. Nhưng mà sau khi mọi người xem xong rồi thì chắc chắn là Linh nghĩ là mọi người sẽ có một cái cảm xúc khá là lẫn lộn. Tại vì cũng cảm thấy là mỗi nhân vật đều có những cái điểm rất là đáng thương và có những cái nỗi đau nên là mới khiến họ hành động như vậy. Linh nghĩ là cảnh Linh ấn tượng nhất khi quay đó là cảnh quay với chị Phương Anh Đào, khi mà cả hai thì đều phải leo lên nóc nhà. Và trước khi vào cảnh quay là Linh đã thấy chị Phương Anh Đào ngồi một góc và khóc lóc rất là oan ức ấy, khiến mình cảm giác được cái sự tổn thương và đau đớn trong người phụ nữ đấy ấy. Và cái cảnh quay đấy thì cũng khá là mạo hiểm và phải dùng những cái dụng cụ bảo hộ. Linh nghĩ là nó là cái cảnh quay mà Linh ấn tượng nhất. Đó là ok luôn nha. Sếp báo. Dạ. Yeah. Linh nghĩ là Linh thấy nhân vật này khá là thú vị, tại vì cũng có một vài nét tương đồng trong tính cách với Linh. Ngoại trừ việc nhân vật Như Lê là một con nhà giàu rồi tính khí khá là nóng nảy, Linh không giống như vậy. Nhưng mà đây cũng là một cô gái mà rất là độc lập, rất là mạnh mẽ và luôn luôn là có nhu cầu là phải chứng tỏ bản thân. Nói chung là một người phụ nữ thành công. Đó cũng là một trong những cái hình ảnh mà Linh luôn luôn muốn hướng tới. Chính vì vậy đó cũng là một trong những cái điều mà Linh cảm thấy cái vai diễn lần này của mình khá là thú vị. Đây là cái sào của đoàn phim. Mình đừng có dại mà đứng ghế những cái sào cao qua hậu cỡ áo hậu. Mình nghỉ chơi đi. Mình thua sẵn đi.